Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là bạn là người duy nhất có thể thao túng con tim của ai. Và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1 ha. Tụ 2. Và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi bạn là người duy nhất có thể thao túng con tim của ai. Và đây hiện cho bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Ở đây mình thấy các bạn tụ 1 là những người có khả năng đang trong giai đoạn của một cái sự thức tỉnh, hoặc là có thể là bạn cũng là một người có giọng nói rất là hay ha. Cuộc sống của bạn cũng trải qua rất là nhiều thăng trầm, hoặc là nhiều cái điều gì đó khiến cho bạn hay lắng lo, hay muộn phiền, hoặc là có những cái niềm đau gì đó nó có sự chôn giấu ha. Ở đây mình thấy dường như bạn là người sống khá là nội tâm. Và bạn trong cuộc sống của bạn thấy dường như có rất là nhiều cái sự gọi là cạnh tranh đấu đá, hoặc là gây gắt mâu thuẫn gì đó, bon chen gì đó ở đây. Nhưng dường như là bạn muốn kết thúc những điều đó ha. Bạn muốn tìm về một cái phương trời nào đó nó ấm êm cho bạn hơn, yên ả hơn ha, và giúp cho bạn có sự thanh thản hơn. Một số bạn ở đây các bạn rất là muốn hay đi xa, hoặc là đi du lịch nước ngoài, hoặc là nói chung là bạn rất là muốn di chuyển ha. Mình thấy bạn đã có những cái sự kết thúc gì đó trong cuộc sống của bạn rồi. Có thể là kết thúc những mối tình ha, hoặc là kết thúc những cái chương cũ nào đó ở đây. Và bạn muốn thiết lập một cái chương mới, muốn thiết lập một cuộc đời mới. Hoặc một số bạn có khả năng là bạn đang rất là mong muốn tìm kiếm được một người thực sự thương bạn thật lòng, thật dạ. Bạn muốn phá vỡ cái hệ thống cũ ha, phá vỡ cái niềm tin hạn hẹp cũ. Bạn muốn trở thành một con người gọi là đổi mới hoàn toàn ha. Ở đây mình thấy bạn là một người có khả năng lãnh đạo, có khả năng dẫn dắt người khác, cũng như là một người có khả năng lên kế hoạch và biết cách để thực hiện cái điều đó. Và dường như là khi mà bạn đã có một cái sự thay đổi, cũng như là bạn biết chấp nhận ha, thay đổi bản thân của mình, thay đổi cái suy nghĩ cũ của mình, thì dường như một cái con đường của bạn nó được mở ra ở đây. Và dường như ở đây thì các bạn có khả năng là đã có một cái sự gọi là mạnh mẽ hơn để chiến đấu cho cái cuộc sống, cho cái đam mê của mình. Một số bạn ở đây có khả năng là các bạn sẽ có sự yêu xa ở đây ha. Mình thấy là như vậy. Và cũng có khả năng một vài bạn ở đây các bạn đã trải qua những mối tình, có những cái sự tranh cãi, mâu thuẫn với nhau, và bạn cảm thấy rất là mỏi mệt với những cái điều đó. Rồi để mình xem coi bạn là người duy nhất có khả năng thao túng con tim của ai ha. Ở đây cái đối tượng này mình thấy dường như cái người này họ hay thức khuya ha. Có khả năng là họ làm việc đêm khuya, hoặc là họ bị chứng mất ngủ. Và người này trong cuộc sống của họ cũng đã trải qua những giai đoạn gì đó, họ bị mắc kẹt, họ mất phương hướng trong cuộc sống, hoặc họ đã từng gọi là sống trong những hoàn cảnh có sự cô đơn, lẻ loi, buồn bã. Họ từng có những cái sự hối tiếc về những quyết định mà họ đã đưa ra. Ở đây có một số bạn có thể là cha hoặc mẹ đơn thân ở đây ha. Người này họ cũng mong muốn có một cái mái ấm gia đình ấm êm, hạnh phúc, yên vui. Và họ cũng là một người sống rất là tình cảm.
Và người này có khả năng là họ trải qua cũng nhiều sự thăng trầm và họ cũng biết cách để có thể bảo vệ bản thân của mình trước những cái biến cố cuộc đời ha. Và đây là một người có sự gọi là phòng ngừa, có sự gọi là phòng vệ, phòng thủ rất là cao nha. Rồi để mình xem coi đối với bạn nữ xem trả bài thì bạn là người duy nhất có thể thao túng con tim của ai và tại sao? À, thì các bạn nữ xem trả bài, các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem trả bài, cho nên là các bạn có thể xem tham khảo qua lại, các bạn nam cũng vậy ha. Ở đây mình thấy bạn là người duy nhất có thể thao túng con tim của một người. Người này có khả năng là họ cũng có một cuộc sống ấm no đầy đủ rồi, cũng có giang sơn riêng và cũng có những cái tài sản riêng. Người này họ cực kỳ yêu thiên nhiên cũng như là họ thích dùng những cái thực phẩm gọi là organic ha. Phẩm. Ở đây thì có khả năng cái người này họ đã từng rời khỏi một cái mối quan hệ gì đó, hoặc là đã từng tổn thương gì đó ở đây trong tình yêu. Và mình thấy người này thì họ rất là tập trung vào công việc, sự nghiệp, tài chính cá nhân ha. Ở đây một số bạn, các bạn đã quen nhau rồi, các bạn đã hoặc đang trong giai đoạn có sự gọi là buông bỏ, và cái người này họ đã có sự rời đi rồi. Và ở đây dù như rồi rời đi nhưng mà vẫn còn gọi là ngoáy lại ha, nhớ về những ký ức cũ với bạn. Và cái người này thì mình thấy là họ là một người khá là tinh khôi ha, họ sống rất là giản dị, mộc mạc và đơn sơ. Và cái người này thì mình thấy là có thể là họ cũng rất là quý trọng cũng như là rất là hiếu thảo. Đây là một người hay hoài niệm và họ cũng có những cảm xúc lãng mạn, cũng có những cái sự gọi là thiết tha trong tình yêu. Tuy nhiên có khả năng đây là một người có thể là có sự che giấu giỏi kiểu vậy ha. Bề ngoài họ thì có vẻ hơi cứng rắn đó, nhưng mà bên trong họ thì họ sống tình cảm. Và người này thì thích học hỏi những cái điều mới ha, thích phát triển bản thân, và họ cũng là một người luôn có sự đổi mới trong cuộc sống của mình ha. Và cái người này thì mình thấy họ rất là thích một cuộc sống ổn định vững chắc, và rất là thích thu hút tiền tài đến với họ. Và có khả năng cái người này trong cuộc sống của họ thì họ có khả năng là có nhận quyền thừa kế đó. Người này mình thấy dường như là họ sẽ trẻ hơn tuổi ha, và đôi khi thì tính khí của họ nó cũng có vẻ hơi nóng một chút, nhưng mà họ cũng là một người biết xử sự khôn ngoan, cũng biết suy nghĩ cân bằng. Người này thì mình thấy họ với bạn có khoảng cách địa lý, và thể là họ rất là thích ngắm trăng sao, họ rất là thích ăn trái cây ha, và họ cũng là một người rất thích uống nước trái cây chẳng hạn. Và đây cũng là một người rất là thích gọi là sưu tầm đất đai, điền sản. Người này thì mình thấy là họ rất là khôn ngoan ha, họ khéo léo và họ rất là tinh khôn luôn ha. Họ mình thấy đây là một người thể là giống như là không ai có thể lừa được họ ha, họ không lừa người ta thì thôi chứ không ai có thể lừa được họ, mình nghe được như vậy à. Họ khôn mà tượng trưng là cái con ta cáo chín đuôi ở đây nè, là tượng trưng cho cái trí tuệ của cái người này ha. Và họ rất là tỏa sáng như ánh mặt trời ha, họ mang niềm cái sự tích cực lạc quan hướng về phía trước. Đây là một người có khả năng vượt qua được rất là nhiều ngọn núi trong cuộc sống rồi, vượt qua những cái biến cố trong cuộc sống, cho nên là qua những trải nghiệm đó họ có thêm nhiều kinh nghiệm, có thêm nhiều cái sự gọi là thông thái hơn và biết nhiều điều hơn. Và họ là một người biết gọi là giúp cho bản thân của mình tránh được những cái mối nguy hại tiềm tàng kiểu vậy ha, biết nhìn xa trông rộng, biết lên kế hoạch cũng như là không có để cho bản thân bị rơi vào những cái giai đoạn gọi là khó khăn và hiểm nguy. Một số trường hợp mình thấy dường như cái người này thì họ bị cận nha, họ có đeo mắt kính đó. Và đây là một người khả năng là đôi mắt của họ nó rất là cương trực luôn, rất là uy tín luôn ha. Họ biết nhìn sâu, nhìn xa vô vấn đề. Và đây là một người nắm giữ chìa khóa thành công.
Và có khả năng cái người này có khả năng là họ nghĩ rằng bạn chính là cái người nắm giữ chìa khóa trái tim của họ ha. Thậm chí có khả năng họ là người sẽ nắm giữ chìa khóa trái tim của bạn. Rồi, tại sao bạn lại là người duy nhất có thể thao túng được cái trái tim của người này? Ở đây mình thấy là cái người này có thể là họ dành cho bạn một cái tình cảm nó rất là đặc biệt nha. Và họ vô cùng gọi là bùng cháy lửa tình, sự nhiệt huyết, tình yêu họ dành cho bạn nó có sự tuôn tràn ha, có sự nóng bỏng ở đây. Và họ dành cho bạn một cái sự ngưỡng mộ và yêu quý. Và thực sự thì cái người này họ nghĩ rằng bạn chính là cái người thắp sáng lên cuộc sống của họ, thắp sáng lên những cái điều tích cực trong cuộc sống của họ, và giúp cho họ có sự gọi là vững vàng, có niềm tin hơn trong cuộc sống. Và họ dành cho bạn một cái tình cảm rất là đong đầy, rất là đặc biệt. Và ở đây mình thấy có khả năng cái người này họ có sự che giấu ha, che giấu cảm xúc đặc biệt đó. Và thì mình thấy là cái người này họ ngưỡng mộ bạn ở cái sự đức độ, cái phong thái, cái khí chất của bạn ha, cái sự dững dàng, cái sự thẳng thắn, cái sự khôn ngoan, trí tuệ của bạn, lời ăn tiếng nói của bạn cũng có khả năng có tầm ảnh hưởng rất là lớn đối với họ ha. Và cái sự dứt khoát, quyết đoán của bạn nữa ha. Họ yêu bạn và họ luôn có sự chủ động với bạn, bởi vì bạn là một người tỏ ra cái sức hút rất là mạnh mẽ và khiến cho cái người này không thể gọi là chối từ cái sức hút đó ha. Và dường như bạn chính là cái mục tiêu để họ nhắm tới ha, để họ tiến về. Và cái người này mình thấy dường như là bạn chính là cái người độc nhất vô nhị trong tâm trí của họ, trong con tim của họ. Cho nên là chỉ duy nhất có mình bạn mới có thể thao túng được cái con tim của họ thôi ha. Bạn đến giúp cho họ khai sáng nhiều thứ ha, giúp cho họ gọi là sáng suốt hơn, thấu đáo hơn, cũng như là tràn đầy những cái khí thế ha, sự gọi là mới mẻ trong tình yêu, cũng như là tràn ngập cái sự cảm xúc dạt dào và mặn nồng trong tình cảm ha. Và cái người này thì mình thấy là họ cực kỳ ngưỡng mộ cái vẻ đẹp của bạn ha, cái thần thái của bạn, cho nên là họ yêu bạn rất là nhiều, và bạn chính là cái trung tâm ha, của họ. Và đặc biệt có khả năng á, bạn là cái điều mà họ thực sự luôn nghĩ về, luôn hướng về. Và đặc biệt cái người này họ không chỉ gọi là yêu bạn ở dáng vẻ bên ngoài bởi cái khí chất của bạn, họ còn yêu bạn ở cái tinh thần bất khuất, nhiệt huyết, cái sự độc lập, tự cường của bạn. Và sự gắn bó ở đây, và có khả năng cái người này bị thôi thúc về vấn đề gọi là tình ái với bạn rất là mạnh mẽ nha. Ở đây mình thấy là nếu như những bạn nào các bạn có sự ngắt kết nối chia tay, các bạn có sự phòng thủ với nhau, có sự bảo vệ trái tim và không muốn gọi là tương tác với đối tượng của bạn, và họ cũng vậy ha. Nhưng mà cuối cùng thì cái người này họ vẫn sẽ quay về trong cuộc sống của bạn thôi, bởi vì họ bị sức hút của bạn kéo họ về phía bạn. Và cũng bởi vì họ yêu bạn quá nhiều đi, cho nên là họ không thể xa rời ha, kiểu như là rời đi khỏi cuộc tình này. Cái người này họ cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhiều đêm mất ngủ và không thể nào gọi là nguôi ngoai được. Họ cần cái sức sống, họ cần cái ánh sáng, họ cần cái sự nhiệt huyết ha, cái lửa tình ái mà bạn đem đến cho họ ha, và cái sự gọi là thuần khiết mà bạn đem đến cho họ. Họ rất là cần cái năng lượng của bạn. Cho nên là mình thấy là có khả năng dù cho các bạn có cắt đứt với nhau, ngắt kết nối với nhau rồi đi thì cũng có sự quay trở lại thôi. Và khi mà cái sự quay trở lại thì các bạn càng có những cái sự bùng cháy hơn nữa, mãnh liệt hơn nữa ha. Người này sẽ càng xa càng nhớ bạn ha. Và mình thấy khi mà ở bên bạn thì họ cảm thấy được trẻ hóa ha, họ cảm thấy mình tự tin hơn, nhiệt huyết hơn, sôi động hơn, cũng như là chủ động hơn rất là nhiều ha. Mình thấy là như vậy. Rồi, để mình xem đối với những bạn nam xem trả bài thì bạn là người duy nhất có thể gọi là thao túng được con tim của ai? Và tại sao?
Ở đây thì mình thấy đối tượng này có khả năng là họ cũng là một người biết gọi là tiết kiệm ha, họ không có dám tiêu xài phung phí trong cuộc sống của họ, và có khả năng thì cuộc sống của họ là đã trải qua những giai đoạn rất là khốn khó ở vấn đề tài chính tiền bạc á. Đây là một người có khả năng là cuộc sống của họ đã trải qua khá là nhiều cái bước ngoặt ha, và đây là cũng là một người có một cái sự là biết suy nghĩ cẩn trọng, và họ đã xác định được hướng đi, con đường, mục tiêu, mục đích sống của họ là gì rồi. Và người này thì mình thấy dường như là trong cuộc sống của họ, họ hay bị ganh đua, hoặc là bị thị phi, hoặc là hay bị người khác gọi là đố kỵ hay gì đó về cái tài năng của họ, sự vượt bậc của họ ha. Nhưng mà cái người này mình thấy họ không hề khoe khoang nha. Họ luôn có một cái sự lắng động về mặt tâm hồn, tinh thần. Họ thích ở những nơi gọi là không gian yên tĩnh. Họ không thích những nơi quá là ồn ào, náo nhiệt. Có khả năng cái người này họ rất là thích ở những nơi miền quê. Họ rất là thích được khám phá, được đi đây đi đó, được du lịch, được trải nghiệm. Và cái người này thì mình thấy là họ cũng đạt được khá là nhiều cái thành tựu trong cuộc sống của họ rồi. Và người này thì mình thấy họ có sự quyết liệt ha, họ có sự kỷ luật bản thân rất là cao, và có khả năng là họ cũng là một người không có thích dựa dẫm vào bất kỳ ai cả. Thậm chí trong tình yêu thì họ cũng không thích dựa dẫm vào bạn kiểu vậy. Họ luôn có thể tự giải quyết mọi thứ. Và đây là một người có khả năng là họ được ơn trên ban cho họ khá là nhiều cái tài năng đặc biệt, thiên bẩm. Nhưng mà khi mà những cái giai đoạn thách thức nó xảy ra thì họ mới có khả năng gọi là khai triển những cái khả năng đó ha. Và cái người này thì mình thấy là họ không chỉ có thể là tìm về chính mình, mà họ còn có thể giúp cho người khác tìm ra được con đường của họ ha, kiểu vậy. Cuộc sống của họ cũng khá là nhiều cam go, nhiều thử thách, nhưng mà cái người này thì mình thấy là họ có một cái lòng tin mạnh mẽ, cũng như là một người có sự độc đáo riêng. Và họ ý thức được giá trị của mình ha, và họ ý thức được họ được sinh ra là một món quà ha. Thậm chí có khả năng là cái người này thì đối với bạn họ là món quà mà Thượng Đế dành cho bạn ha. Hoặc là đối với họ thì bạn chính là cái món quà mà Thượng Đế dành cho họ. Người này họ có những cái quan điểm, những cái cố chấp gì đó riêng của bản thân, và theo cái dòng chảy của thời gian thì có khả năng sẽ giúp cho cái người này họ nhìn nhận ra và có sự gọi là thay đổi cho phù hợp ha. Và có khả năng cái người này họ hay có những cái vấn đề liên quan đến bao tử, và họ có khả năng cũng suy nghĩ khá là nhiều. Người này họ cực kỳ thích đọc sách, thích phát triển tinh thần, kiến thức của bản thân mình. Người này thì mình thấy dường như là cuộc sống của họ luôn nằm trong cái định mệnh rồi ha. Họ luôn có những cái sự gọi là sự thay đổi rất là lớn trong cuộc sống của họ. Và họ cũng biết cách để thay đổi bản thân để có thể gọi phù hợp với hoàn cảnh. Người này thì mình thấy dường như họ có sự quyết đoán, họ có sự táo bạo, họ có sự gọi là mạnh mẽ, hướng về phía trước để thay đổi cuộc sống, thay đổi bản thân của mình ha. Và có khả năng là cái lời ăn tiếng nói của họ rất là sắc sảo và sắc bén nha. Có thể là họ tạo dựng được cơ nghiệp cho bản thân của mình đó. Và đồng thời khả năng là cái người này có thể là họ cũng có một cái sự sáng tạo riêng, và họ có trực giác ha. Họ có khả năng nhìn nhận mọi thứ ở nhiều góc độ khác nhau, cũng như là có khả năng dự đoán tình huống, và họ rất là khôn khéo và là một người quan sát rất là giỏi. Và cũng như mình nói là có khả năng cái người này dù cho họ là nữ đi chăng nữa thì họ cũng là một người rất là mạnh mẽ như Nam Nhi vậy đó ha, rất là quyết liệt. Và có khả năng cái người này họ rất là thích ánh trăng, hoặc đây cũng là một người khả năng là khuôn mặt hơi tròn ha, phúc hậu. Có khả năng là họ rất là thích mèo nha. Và có thể là họ cũng là một người thích may vá hoặc là sáng tạo ha, có những cái sáng kiến, có những cái đột phá gì đó trong cuộc sống của họ. Có nhiều ý tưởng. Rồi để mình xem coi tại sao bạn là người duy nhất có thể thao túng được con tim của người này.
Ở đây thì có khả năng là thứ nhất là bạn là một người rất là hài hước, dí dỏm và vui vẻ ha. Thứ hai, bạn là một người có sự trung thực, có sự gọi là mạnh mẽ và quyết đoán ở đây. Kiểu như là bạn cũng là một người có sự chung thủy, là một người có sự gọi là có trách nhiệm ha, trong cuộc sống. Nói chung là họ thích những mẫu người như bạn, cứng cỏi mạnh mẽ và là một người đầu đà kiểu vậy ha, một người lãnh đạo rất là tốt và là một người có sự công bằng liêm chính. Ở đây thì có khả năng cái người này họ nghĩ rằng bạn chính là cái mảnh ghép của họ ha. Họ thấy bạn với họ khá là giống nhau như là hai cái đồng tiền này vậy đó, nhưng mà có sự chênh lệch một vài thứ. Và có khả năng khi bạn đến, bạn giúp cho họ có sự cân bằng rất là nhiều ha. Và họ xem bạn chính là thế giới của họ. Một số bạn có thể là quen người nước ngoài, sống hai quốc gia khác nhau cũng có ở đây ha. Và cái người này mình thấy dường như là cái tình cảm họ dành cho bạn nó có một cái sự dây dứt gì đó, hoặc là đôi khi khó mà buông á, ha. Kiểu như họ bị bạn thu hút rất là mãnh liệt, và hai bạn giống như là bị gọi là gắn kết với nhau bởi một cái sự dây vô hình. Và cái người này họ hay nghĩ hay nhớ về bạn ha, và đôi khi có khả năng là cái người này họ hay ngủ mơ về bạn ở đây. Họ cảm thấy bạn là một người rất là độc lập và rất là tài năng, cũng như là một người có sự điềm tĩnh và khôn ngoan ha. Giống như là bạn là một người đáp ứng đầy đủ những gì mà họ thích, và họ luôn nghĩ về bạn, luôn nhớ về bạn ha. Và bạn chính là người giúp cho họ có sự đem lại cho họ cái niềm vui, sự thoải mái, sự cân bằng ha. Ở đây thì mình thấy là có khả năng cái người này họ cần ở bạn cái sự gọi là ngọt ngào, thấu đáo và có sự quan tâm nhiều hơn ha. Và dường như cái ngoại hình của bạn cũng thu hút họ rất là nhiều ha. Và sự cứng cỏi và mạnh mẽ, cũng như là cái sự gọi là cơ bắp, hoặc là nhìn rất là giống như là một nhà thủ lĩnh, một lãnh đạo gì đó ha. Một người vệ sĩ an toàn cho họ ha, thì mình thấy là như vậy. Và họ còn có sự ngưỡng mộ bởi cái khả năng giỏi ngoại ngữ của bạn chẳng hạn ha, hoặc là cái khả năng ứng biến của bạn. Và thực sự thì cái người này để cho họ yêu ha, họ gắn kết và họ bị thao túng con tim, thì bạn phải khiến cho họ nể mới được. Và cái người này họ nể bạn toàn tật ha. Họ rất là nể phục và có sự gọi là kính trọng, thương yêu bạn ở đây ha. Tuy nhiên có khả năng là cái tình yêu họ dành cho bạn thì họ có sự chôn giấu nó trong lòng. Họ luôn giữ cho bạn một cái giữ cái tình yêu này ở ngoài, ở sự cân bằng, chứ họ không có nói ra quá nhiều cái tình cảm, cái cảm xúc mà họ dành cho bạn đâu ha. Và trong tình cảm đối với bạn thì họ luôn có sự gọi là cân đông đo đếm ha, luôn có sự cẩn trọng. Và như mình nói thì họ có sự nâng niu, yêu thương và xem bạn giống là cái món quà mà Thượng Đế mang đến cho họ ha. Và khi mà ở bên bạn thì họ cảm nhận như là họ có tất cả ha, những gì mà họ cần ở một người bạn đời ha. Cho nên là với lại bạn đem đến cho họ cảm giác tin tưởng, cho nên là chỉ có mình bạn, duy nhất mình bạn mới có khả năng thao túng được con tim của người này thôi ha. Rồi để mình xem cung hoàng đạo cho các bạn, có thể là của bạn hoặc của người đó. Ma kết, song ngư, bảo bình, chữ nữ, kim ngư, nhân mã. Rồi chữ cái trong tên ha, chữ cờ, chữ W, chữ U, chữ G, Z, L ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi bạn là người duy nhất có thể thao túng con tim của ai và tại sao. Và đây những cho bài chung hay năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2.
Bạn tụ hai là những người thực sự trong cuộc sống của bạn, thì cái điều quan trọng đối với bạn đó là tình yêu. Và có khả năng bạn cũng là một người thu hút rất là nhiều người đến với bạn. Rất là nhiều người mong ước có được bạn ha. Và mình thấy các bạn tụ hai là những người rất là tài giỏi, rất là thông minh, nhiệt huyết, cũng là một người cũng giành được rất là nhiều chiến công, thành tựu. Một số bạn có khả năng là cha hoặc mẹ đơn thân ở đây ha. Và mình thấy các bạn cũng là một người rất là hiếu thảo ha. Các bạn có vẻ ngoài khá là bắt mắt, và cái khả năng ăn nói của các bạn nó rất là khéo léo, và có một cái sự gọi là duyên dáng nữa. Ở đây mình thấy là các bạn có thể là rất là giỏi trong cái việc giao tiếp, hoặc là chia sẻ kiến thức, hoặc là một người nâng đỡ tinh thần. Một số bạn thì có thể là bạn là người có đạo ha. Và bạn cũng là một người biết hòa giải, như liên kết mọi người lại với nhau, là một người có sự gọi là tu tâm dưỡng tính ha. Một người luôn hướng thiện và luôn muốn cuộc sống này tốt đẹp hơn. Một số bạn ở đây thì có khả năng là các bạn đang tìm kiếm cho mình một đối tượng để có thể gọi là đi đến kết hôn, muốn xây dựng gia đình vững chắc. Và các bạn cũng là một người rất là hay di chuyển ha, hoặc là các bạn rất là thích học hỏi những cái mới, thích đi du lịch. Và mình thấy các bạn là những người độc lập, có khả năng gọi là tự kiến tạo nên cuộc sống riêng của mình ha. Và có thể là các bạn thích sống độc lập và cũng không thích dựa dẫm, cậy nhờ vào ai cả. Rồi để mình xem coi bạn là người duy nhất có thể thao túng con tim của ai ha. Mình thấy đối tượng này trong cuộc sống của họ có khả năng là họ rất là áp lực, mệt mỏi về công việc, hoặc là họ cũng đã từng bị tổn thương rất là đau đớn trong cái câu chuyện tình yêu trong quá khứ của họ. Người này thì họ là một người có tay nghề, có sự giỏi giang và có khả năng thu hút tiền tài đến với bản thân mình. Và đây là một người có khả năng là có cái sự gọi là thích hội họa, hoặc là có thiên hướng về nghệ thuật, là một người vẽ đẹp nè, hoặc là họ có khả năng gọi là lên kế hoạch ha, hoặc là thiết kế gì đó. Họ được người khác rất là ngưỡng mộ cái tài năng của họ, cái sự giỏi giang của họ. Và đây là người làm việc nhóm. Người này thì mình thấy là họ rất là đam mê kiếm tiền, và luôn có muốn có một cuộc sống gọi là an toàn và ổn định về mặt tiền bạc ha. Và cuộc sống của họ, họ bị áp lực, họ bị mệt mỏi là do cái vấn đề tài chính. Do họ đam mê kiếm tiền quá, họ cuồng công việc quá, họ muốn kiếm nhiều thêm, cho nên là họ làm rất là nhiều, và cuối cùng là cái sức khỏe của họ nó bị bất ổn. Người này mình thấy họ có khả năng là một người hành động khá là chậm rãi, không có vội vàng hấp tấp, nhưng mà những kết quả mà họ gầy dựng được có khả năng là nó rất là vững vàng, và nó có sự gọi là đông đầy ở đây ha. Người này có thể là xuất thân từ một gia đình cũng khá là gia giáo, hoặc là họ đã từng có một cái mối quan hệ gì đó cũng lâu năm, nhưng mà đã có sự kết thúc hoàn toàn ha. Ở đây thì mình thấy người này họ luôn khao khát, họ luôn ước mơ có một mái ấm gia đình hạnh phúc, mà vừa hạnh phúc mà vừa có một sự giàu có, thịnh vượng, sung túc, đủ đầy. Họ rất là muốn kiếm thật là nhiều tiền ha, muốn gọi xây dựng nhà cửa, muốn có một cái vương quốc riêng cho bản thân mình. Kiểu vậy, đây là người rất là tham vọng nha. Rồi bây giờ đối với bạn nữ xem trả bài, để mình xem coi bạn là người duy nhất có thể thao túng con tim của ai. Thì các bạn nữ xem trả bài, các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem trả bài, cho nên là các bạn có thể tham khảo qua lại, và các bạn nam cũng vậy ha. Ở đây thì bạn là người duy nhất có thể thao túng con tim của một người khá là giàu ha, giỏi giang, tài năng, có người hầu kẻ hạ, hoặc đại khái là đây là một người có người làm đó, có những người dưới trướng họ đó ha. Họ là một người lãnh đạo vững chắc á, một người rất là giỏi trong thương trường ha, và rất là nhạy bén trong công cuộc kiếm tiền, trong vấn đề gọi là kinh doanh tài chính gì đó. Và cái người này mình thấy dường như là họ đang trong giai đoạn có một cái sự nghỉ ngơi ha, hoặc là họ là một người
rất là cần giấc ngủ bởi vì họ làm việc quá nhiều. Và người này mình thấy họ luôn có sự đơn côi, luôn có sự lẻ loi, hoặc là họ luôn cảm thấy chưa đủ, họ luôn cảm thấy còn thiếu thốn trong cuộc sống của mình. Họ rất là muốn gọi là có được nhiều thứ hơn nữa, kiểu vậy. Và có khả năng là cái người này họ rất là thương bạn, họ nghĩ bạn là một người rất là ngọt ngào, chân ái và rất là dịu dàng, nhẹ nhàng và thấu hiểu họ. Họ thích những mẫu người như bạn. Người này thì mình thấy là bề ngoài thì họ có vẻ hơi cứng rắn, hơi lạnh lùng, hơi nguyên tắc và có một cái sự gọi là có trí tuệ cũng như là có sự tôn nghiêm. Nhưng mà bên trong họ là một người sống rất là tình cảm, rất là biết cách quan tâm, nhưng mà quan tâm người khác trong cái sự gọi là thầm kín thôi. Và ở đây mình thấy đây là một người có tầm nhìn, có hướng đi và biết gọi là xây dựng cuộc đời của chính mình, biết lên kế hoạch để có thể gọi là đạt được thành tựu, thành công trong cuộc sống. Và người này mình thấy dường như là họ cũng rất là biết cách ăn mặc và có vẻ như là họ toát lên một cái khí chất của một đế vương. Mình thấy là như vậy. Và ở đây có khả năng cái người này cũng rất là thích ngắm mây trời trăng sao, hoặc là họ thích không khí thiên nhiên. Họ làm việc rất là tận tâm và làm việc quần quật như một chú trâu vậy đó ha. Trâu hay đi cày thì cái người này mình thấy là dù họ có giàu đến cái mấy thì họ cũng luôn cày bừa để tương lai của họ, để cơ ngơi của họ, hoặc là cái tài chính của họ không bao giờ có bị giảm sút, thì mình thấy là như vậy. Dường như họ đã từng trải qua giai đoạn có sự khốn khó về tiền bạc, cho nên là người này họ rất là sợ nghèo, họ rất là sợ gọi là có một cuộc sống không no đủ kiểu vậy. Và ở đây thì mình thấy dường như cái người này thì họ cũng là một người đôi khi cũng khá là trẻ con. Họ cũng cần được người khác quan tâm, cũng cần được yêu thương, cũng cần được gọi là nâng niu ha. Nhưng mà họ sẽ không thể hiện cái mặt yếu đuối đó cho người khác thấy đâu. Họ chỉ thể hiện cho bạn thấy thôi ha. Hoặc là đôi khi có khả năng là tự bạn cảm nhận được thôi, chứ họ là một người hay giấu kín những cái bí mật hoặc là những cái điều mà họ trải qua, họ không có thích nói ra, họ giấu giếm trong lòng họ kiểu vậy. Người này mình thấy dường như họ có những cái thú vui nhiều gì đó, hoặc là họ có những cái sự ám ảnh gì đó trong quá khứ và chưa buông bỏ được ha. Hoặc bạn chính là cái người sẽ giúp cho họ có thể là rời xa những cái ám ảnh đó, hoặc là những cái điều tiêu cực gì đó bên trong họ. Và đôi khi có khả năng là cái người này họ khi mà họ gọi là quen bạn mà bạn quá yêu chiều, hoặc là bạn quá gọi là lắng nghe, hoặc là đôi khi là bạn để cho họ lấn lướt, là họ rất là dễ gọi là gây ra những điều gây tổn thương cho bạn. Cho nên là bạn với họ phải yêu một cách cân bằng và biết cách kiểm soát sao cho nó có sự gọi là trân trọng và thấu hiểu nhau ha. Và đôi khi có khả năng cái lời ăn tiếng nói của người này rất là gây sát thương, đặc biệt những lúc mà các bạn tranh cãi với nhau rất dễ gây sát thương cho bạn á. Hoặc thậm chí là cái lời ăn tiếng nói của bạn rất là gây sát thương cho họ nữa. Người này họ tỏa sáng và họ giống như là ánh bình minh, giống như là một người đem đến cái nguồn năng lượng vui vẻ, lạc quan và giúp cho người ta gọi là tích cực hơn, hướng về phía trước. Và họ rất là rực rỡ ha, và họ nhìn rất là học thức, nhìn khuôn mặt rất là sáng sủa luôn. Và ở đây cái người này mình thấy là cuộc sống của họ luôn gặp được những điều may mắn, những thành công ha. Và đôi khi khả năng cuộc sống họ hay gặp phải những người gọi là không tốt, những người luôn muốn gọi là lợi dụng lừa đảo gì họ. Nhưng mà dường như cái người này họ biết cách phòng ngừa, bởi vậy họ mới lên mình, họ mới có khả năng rồi trở thành một du tiền ha. Đã trải qua bao nhiêu sóng gió và đã trải qua biết bao nhiêu những cái giai đoạn thăng trầm, họ biết bảo vệ bản thân của mình. Và người này thì có khả năng là họ là một người có khả năng là kiểu họ cũng có sự dịu dàng, nhưng mà họ cũng có sự nam tính, họ có sự cân bằng giữa tính nam và tính nữ ở đây ha. Và họ rất là thích ngắm trăng. Họ là một người
khôn ngoan, khéo léo, và có thể là một người tích tiểu hành đại đó ha. Một người biết cách quản lý tài chính và có khả năng là sử dụng đồng tiền nó rất là khôn khéo, một cách hợp lý luôn ha. Họ không có dám tiêu xài phung phí đâu. Dù họ giàu cách mấy đi chăng nữa thì cái người này họ sống có một cái sự cần kiệm nha. Rồi để mình xem coi tại sao bạn lại là người duy nhất thao túng được con tim của người này. Bởi vì trong mắt người này bạn là nữ hoàng công lý ha. Và ở đây thì có khả năng cái người này họ dành tình cảm cho bạn nó rất là yêu thương ha. Mặc dù có khả năng là trước bao nhiêu người thì họ tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ, nhưng họ lại có sự gọi là con tim họ trở nên yếu mềm khi mà tiếp xúc với bạn. Họ quan tâm, họ thương yêu, họ nâng niu và họ rất là ga lăng với bạn ha. Và cái khí chất của bạn ha, cái sự gọi là tỏa sáng cũng như là cái sự quyết đoán, cái sự công bằng bình đẳng của bạn đem đến cho cái người này một cái luồng gió mới ha, khiến cho họ có sự gọi là được khai sáng rất là nhiều trong mối quan hệ này. Họ cảm thấy như họ cũng có sự biến đổi khi mà họ quen bạn. Và ở đây có khả năng là cái người này với bạn là quen xa, yêu xa ha. Và có khả năng là bạn là người giúp cho họ vượt qua được những cái giai đoạn mệt mỏi trong cuộc sống của họ, hoặc là giúp cho họ cảm thấy yên bình, cân bằng, hài hòa hơn giữa công việc và cuộc sống, giúp cho tinh thần của họ ổn định, vững chắc hơn, và họ cảm thấy bạn là người rất là nồng hậu ha, rất là yêu thương, rất là quan tâm và có sự gọi là chung thủy, tận tâm và sống rất là có trách nhiệm ha, là một người gọi là hài hòa nhất ha, và quyến rũ như là người có khí chất, và họ đề cao bạn rất là nhiều ha. Họ nhìn thấy ở bạn cái sự gọi là bạn vừa có một cái sự yêu thương, quan tâm, nâng niu, nhưng bạn lại không có phần gọi là quá bi lụy trong tình yêu. Bạn luôn có sự gọi là vững vàng mạnh mẽ ha. Bạn luôn biết cách để bảo vệ bản thân cũng như giữ cho cái tình yêu này có cân bằng ha. Và bạn chính là cái nguồn sống của họ ha. Bạn chính là cái tình yêu, bạn chính là mặt trời, là cái người duy nhất mà họ mong muốn có được những khoảnh khắc tốt đẹp, yên vui bên bạn. Thậm chí khả năng cái người này họ rất là muốn gọi là về chung một nhà với bạn nữa đó. Và cái cách họ đối xử với bạn thì rất là khác so với cách họ đối xử với người khác nha. Họ chỉ dành cái ly yêu thương của họ cho bạn thôi, và họ chỉ cho bạn thấy được cái mặt tình cảm, cái sự lãng mạn của họ dành cho bạn thôi, chứ họ không có dành cho ai cả. Và khả năng là bạn yêu họ, bạn thương họ, nhưng mà bạn cũng biết cách gọi là bạn không có quá nuông chiều họ ha. Bạn có một cái sự kiểu như là công tư phân minh đâu ra đó, chứ không có sự gọi là quá để cho họ lấn lướt bạn rồi gây hại cho bạn kiểu vậy. Bởi vì bạn biết được cái điều đó. Bởi vì trong quá trình yêu thương là mình thấy dường như là các bạn sẽ biết cách để có thể gọi là giữ vững cái tình yêu này ha. Và ở đây có khả năng bạn giúp cho cái người này vượt qua được những cái suy nghĩ không hay của họ ha, những cái sự gọi là kiểu như là bạn là một cái người gọi là giúp cho họ chữa lành đó. Kiểu như là cái người này họ làm việc quá nhiều thì bạn là người sẽ san sẻ lời khuyên ha, sự động viên để giúp cho sức khỏe của họ tốt hơn ha. Bạn là một người rất là ấm áp đối với họ là như vậy ha. Họ cảm thấy như bản thân của mình trở nên gọi là tràn đầy lòng yêu thương hơn, vị tha hơn và biết suy nghĩ hơn. Mọi cái suy nghĩ của họ có sự sáng tỏ hơn rất là nhiều từ khi quen bạn. Bạn chính là cái nữ vương trong lòng của họ, nữ hoàng trong lòng của họ ha. Tình yêu này dường như các bạn có khoảng cách, nhưng mà dù cho có khoảng cách xa đến mấy thì các bạn cũng sẽ tìm đến nhau, cũng sẽ có một cái sự gọi là gặp gỡ, hợp mặt, hoặc thậm chí là đi đến cái giai đoạn gọi là vững vàng ha. Và cặp đôi này rất là tỏa sáng luôn. Nhìn rất là đẹp đôi ha, xứng đôi dừa lứa. Và mình thấy dường như là các bạn yêu nhau rất là nhiều, rất là mãnh liệt, có sự gắn kết giữa hai tâm hồn ha. Rồi để mình xem đó, với bạn nam xem trái bài thì bạn là người duy nhất thao túng được con tim của ai.
Ở đây thì mình thấy bạn là người duy nhất có thể thao túng được con tim của một người. Người này mình thấy dường như là họ cực kỳ giỏi luôn. Giỏi ăn nói, khôn ngoan, trí tuệ và có khả năng gọi là thuyết phục người khác cũng như là đem đến cho người khác những cái lời khuyên, sự hướng dẫn, sự động viên vô cùng gọi là hữu ích ha. Người này có khả năng là họ là một người luôn học hỏi những cái mới, những cái điều mới hoặc là những cái sự gọi là đột phá mới trong cuộc sống của họ ha. Và họ cũng khá là hiếu kỳ, họ thích tìm tòi, họ thích phát triển và đôi khi quen bạn thì họ rất là hiếu kỳ về bạn. Người này thì có khả năng là họ dành trọn cảm xúc yêu thương với bạn. Họ sống rất là đầy cái sự lãng mạn, dân tràn. Và có người này thì mình thấy họ giống như một thiên thần vậy đó ha. Họ đẹp ha. Họ đẹp từ trong ra ngoài ha. Đẹp về khí chất, đẹp về phẩm giá, đẹp về cái sự thánh thiện, sự khôn ngoan. Và dường như cái người này mình thấy họ họ có khả năng là có sự kết nối giao tiếp với khá là nhiều người, nhưng mà họ luôn có một cái sự riêng tư hoặc là một khoảng cách riêng bảo vệ bản thân của mình ở đây. Người này họ đã từng rất là lận đận trong tình yêu. Và ở đây thì có khả năng là cái người này thì mình thấy là tóc đen dài ha. Khuôn mặt rất là thanh tú và có vẻ khá là cao sang. Và đôi mắt rất là đẹp, rất là có hồn ha. Và ở đây thì có khả năng là cái người này họ có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt, cũng như là một người đem đến cho người khác cái cảm xúc được quan tâm, được yêu thương, được giúp đỡ. Người này thì đôi khi họ hơi nóng tính, họ có sự gọi là tham vọng trong cuộc sống, nhưng mà họ biết cách kiềm chế. Và đây là một người có khả năng là mình thấy họ rất là ngoan, họ rất là khôn, họ rất là nhanh nhạy. Và mình thấy dường như là họ có một cái sự khéo léo. Và đồng thời có thể là họ là một người có sức hút vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt ha. Khiến cho người khác phải có sự bị gọi là thu hút họ. Hoặc là đôi khi họ có được rất là nhiều người khao khát, ước mơ hoặc là tương tư họ. Người này họ rất là yêu hoa luôn ha. Đây là một người khá là nổi tiếng hoặc là được nhiều người biết tới, hoặc là cái người này họ luôn rất là thích ngắm sao. Và có khả năng khi yêu thì họ luôn cố gắng giữ chặt cái tình yêu của mình, không thay đổi ha. Và người này có khả năng trong cuộc sống của họ, họ cũng có rất là nhiều gánh nặng và họ rất là thích đi biển. Đây là một người rất là sắc sảo, tinh khôn và đó khả năng là cái lời nói của họ nó rất là sắc bén, đôi khi có khả năng là khiến cho người khác phải có một cái sự bị tổn thương bởi lời nói của họ khi mà họ nổi nóng lên, họ nóng tính lên. Và ở đây thì mình thấy là đây là một người có khả năng là họ thẳng thắn. Và họ có sự chiến thắng bản thân của mình, có sự quyết thắng, quyết chiến ở đây. Và đây là một người có khả năng là họ cực kỳ tài giỏi và đã giành được khá nhiều thành tựu vinh quang trong cuộc sống của họ rồi. Và họ biết vươn lên trong cuộc sống, biết giúp cuộc sống của mình thoát khỏi những giai đoạn gọi là khốn khó hoặc là một cuộc sống gọi là bị thiếu thốn. Và người này họ rất là cần cù, chăm chỉ giống như con cò vậy đó. Và ở đây thì mình thấy là có khả năng họ suy nghĩ, họ xem bạn giống là cái ước mơ của họ trở thành sự thật ha. Và có khả năng họ có rất là nhiều mơ ước cho cái mối quan hệ này, hoặc là họ có rất là nhiều ước mơ để chinh phục, để đạt được. Và cái người này mình thấy khi mà họ quyết tâm, họ tập trung thì họ đạt được tất cả những gì họ khát khao, họ mong muốn. Khi mà họ có ý chí, họ có sự chiến thắng cái bản ngã, cái tôi của họ ha, thì họ có khả năng làm được tất cả. Và cái người này có khả năng hay làm vào ban đêm ha. Họ hay có một cái sự gọi là thức khuya chẳng hạn cũng có. Tại sao bạn là người duy nhất có thể thao túng được con tim của người này? Bởi vì cái người này họ xem bạn là vợ của họ. Ủa, họ xem bạn là chồng của họ. Tại bạn là bạn nam, xem cho bài mình nhầm ha.
họ xem bạn là chồng của họ và họ rất là mong muốn để trở thành vợ của bạn ha. Và thậm chí là bạn xem họ là vợ của họ, vợ của bạn nữa. Kiểu như cái cách đối xử của bạn ha, cái sự gọi là thề hứa của bạn hoặc là cái sự quan tâm của bạn cho họ cái cảm giác đặc biệt hai bạn chính là nhà của nhau ha, chính là một cặp đôi hoàn hảo của nhau. Thậm chí là có khả năng là một số bạn đã lập gia đình thì các bạn vô đây xem thì mình thấy khả năng đó chính là cái người phối ngẫu của bạn luôn ha. Và đồng thời khả năng là bạn cho họ cái gia đình, kiểu như là bạn với họ sẽ kết hôn với nhau ha, và đồng thời thấy được tương lai với bạn, thấy được sự rõ ràng, thấy được sự cố gắng nỗ lực của bạn trong tình yêu này ha. Thì những điều này cho thấy được cái tình cảm thật sự mà bạn dành cho họ rất là đong đầy, cho nên là bạn có khả năng thao túng được con tim của người này, và người này họ rất là muốn gọi là trở thành một gia đình yên vui với bạn, một tương lai giàu có sung túc đủ đầy trong mối quan hệ này. Và thậm chí là bạn là một người rất là tốt, luôn quan tâm và có khả năng là luôn gọi là đem đến cho họ cái sự đủ đầy, hoặc là bạn luôn muốn gọi là quan tâm nâng niu, hoặc là thậm chí bạn cho tiền hoặc là bạn cho quà gì đó, người này có khả năng là họ cũng không muốn nhận đâu. Nhưng mà thấy được cái tấm lòng của bạn, bạn biết gọi là đầu tư vô họ, cho nên là họ cảm thấy là bạn là một người rất là chắc ăn, là một người rất là chắc chắn trong tình yêu, thậm chí là có khả năng kết hôn với họ được. Cho nên là bạn là một người hoàn toàn có thể thao túng được con tim của họ ha. Và họ yêu bạn rất là nhiều nha. Và có khả năng là cái người này họ suy nghĩ bạn chính là cái điều mà họ mong ước, điều ước mơ của họ, và họ có sự hấp dẫn bạn vào trong cuộc sống của họ. Ở đây thì có khả năng cái người này rất là hy vọng cái mối quan hệ này các bạn sẽ kết hôn càng sớm càng tốt kiểu vậy. Và cái tình yêu này đem đến cho các bạn cái sự cân bằng, các bạn biết thấu hiểu quan tâm lẫn nhau ha. Và ở đây có khả năng cái sự độc lập, tự tin, kiên cường của bạn khiến cho họ có sự nể phục nữa. Nói chung là cái người này họ cảm thấy họ đẹp hơn, họ hạnh phúc hơn, họ cảm thấy đủ đầy hơn từ khi mà quen bạn. Giống như là bạn xem họ là nữ hoàng của bạn vậy đó. Cho nên là cái người này họ cảm thấy cảm kích, họ cảm thấy như là đã tìm được đúng người, họ cảm thấy được yêu thương ha. Và họ có tất cả, có được cái sắc đẹp, có được cái tình yêu đẹp, có được một cái cuộc sống vững chắc. Bạn đem đến cho họ cái sự phát triển, họ có sự thành công, họ có sự nỗ lực cố gắng, lấy bạn làm tấm gương để noi theo ha, từ khi mà quen bạn. Nói chung là ở đây cái người này họ cảm thấy họ phát triển rất là nhiều từ khi gặp được bạn. Và bạn chính là cái người duy nhất có thể thao túng được con tim của họ. Và họ không có yêu ai khác ngoài bạn cả. Và họ cũng rất là khó để có thể yêu ai khác, bởi vì bạn đã đáp ứng đầy đủ những cái điều mà họ mong muốn rồi. Cho nên họ không có dòm ngó xung quanh ha. Và thậm chí cái người này đức tính của họ là một người chung thủy rồi ha. Họ không phải là kiểu người gọi là đứng núi này trông núi nọ. Rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn, có thể là của bạn hoặc của người đó nha. Bảo bình, song tử, bò cạp, bạch dương, sử nữ, thiên bình, kim ngu, chữ cái trong tên, chữ F. Số bạn quen người nước ngoài sống hai quốc gia khác nhau là có U, E, W, H, B phở, Y dài. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi bạn là người duy nhất có thể thao túng con tim của ai và tại sao. Và đây những trải bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3.
Mình thấy các bạn tụ ba là những người có khả năng là rất là giỏi trong việc gọi là ứng biến ha, xử lý thông tin. Và ở đây thì có khả năng các bạn hay nhìn thấy con số 888 lắm ha. Và cuộc sống của bạn có thể là bạn đã từng bị trói buộc trong một cái giai đoạn gì đó, nó bị mắc kẹt, mất phương hướng, hoặc là bị trói buộc trong những cái sự ám ảnh riêng của bạn về tình yêu chẳng hạn ha. Một số bạn có khả năng các bạn đang bị mắc cảm chẳng hạn. Ở đây thì mình thấy bạn đã trải qua những giai đoạn gì đó một có một cái sự gọi là mất mát, buồn bã về chuyện tình xưa cũ, hoặc là các bạn là một người hay nghĩ về quá khứ ha. Ở đây mình thấy dường như bạn là người có khả năng làm nên tất cả mọi việc đó. Bạn là một người có khả năng thu hút hoặc là mong muốn cái điều gì đó và biến nó trở thành sự thật. Hoặc là bạn có khả năng thu hút cái người bạn yêu đến với bạn. Bạn cực kỳ nhạy bén cũng như là bạn cực kỳ gọi là sáng tạo, thông minh. Nhưng mà bạn cũng phải biết được cái sức mạnh của mình và phải tập trung vào cái điều bạn khát khao. Đừng có để cái điều phiền nhiễu nó ảnh hưởng, nó gây cho bạn có sự phân tán. Rồi cuối cùng bạn không thể thu hút được cái điều mà bạn ước mơ ha. Một số bạn ở đây có khả năng là các bạn là những người có khả năng là biết tiếng Hoa. Ở đây thì mình thấy bạn là một người có một cái nguồn năng lượng nó rất là nhiệt huyết và hướng về phía trước, rất là năng động, rất là tự tin ở bản thân, hoặc là có sự gọi là độc lập ha, và cũng giành được khá là nhiều cái sự vinh quang, được người khác ngưỡng mộ ở đây. Và có khả năng các bạn cũng là một người hay di chuyển đi đây đi đó. Tuy nhiên mình thấy dường như có một vài bạn ở đây thì bạn cũng hơi nóng tính một chút ha. Và khi bạn là hành động thì bạn rất là hơi bị mất kiên nhẫn, hoặc là bạn rất là muốn mọi thứ nó phải diễn tiến nhanh chóng, chứ bạn không có thích cái sự chờ đợi ha. Rồi để mình xem coi bạn là người duy nhất có thể thao túng được con tim của ai. Mình thấy đây là một người có khả năng là họ cũng là một người có sự vững vàng trong cuộc sống ha. Họ là một người xác định được cái hướng đi cũng như mục tiêu, mục đích sống của mình là gì, là họ luôn bảo vệ nó, luôn cố gắng để đạt được nó. Họ không ngại những cái sự chống đối, những cái sự thử thách ha. Và ở đây thì mình thấy khả năng á, cái người này thì có thể là họ cũng hài hước, dí dỏm, cũng vui vẻ đó. Là một người cũng có sự gọi là tập trung vào tiền tài, vật chất, cũng có sự cân bằng, hài hòa. Và họ cũng rất là thích có được cái người cùng họ đi suốt chặng đường tình yêu ha. Họ cũng cần có ai đó gọi là đem đến cho họ những cảm xúc đặc biệt khi yêu. Và bạn chính là cái đối tượng đó à. Và ở đây cái người này mình thấy dường như là họ cũng gặp được khá nhiều may mắn trong cuộc sống. Hoặc là cuộc sống của họ cũng trải qua cũng rất là nhiều thăng trầm. Từ đó có thể là nuôi dưỡng ý chí, cái sự mạnh mẽ, quyết tâm của họ, và giúp cho họ có được những cái thành tựu ha. Đây là một người có khả năng hơi khi bị gọi là khác với bạn về cái sự gọi là mặt tính cách, kiểu như là bạn là một người có sự mạnh mẽ, muốn gấp rút, muốn hoàn thành mọi thứ nhanh chóng. Còn cái người này mình thấy họ có sự điềm tĩnh, họ có sự từ từ, cân bằng. Và có khả năng cái người này là một người hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể ha. Có khả năng cái người này họ cũng rất là thích xem chuyện ma gì đó. Và ở đây thì có thể là đem người rất là tỏa sáng, là một người nhiệt huyết, là một người gọi là có khả năng gọi là biến ước mơ trở thành sự thật, hoặc là họ có khả năng gọi là nhắm tới mục tiêu và bắn trúng mục tiêu, trúng đích. Và có khả năng họ rất là thích bắn cung tên chẳng hạn ha. Hoặc là thích ném hồng tâm, nói chung là vậy. Ném phi tiêu. Ở đây thì mình thấy dường như cái người này thì họ cũng là một người biết nhìn nhận mọi thứ ở nhiều góc độ khác nhau, cũng biết gọi là thấu suốt rõ ràng, là một người cũng có sự gọi là tài trí và biết cách là lựa chọn thời cơ để triển khai kế hoạch, phát huy bản thân. Rồi để mình xem coi đối với bạn nữ xem trả bài thì bạn là người duy nhất có thể thao túng được con tim của ai. Và các bạn nữ xem trả bài, các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem trả bài, cho nên là các bạn có thể xem tham khảo qua lại, và các bạn nam cũng vậy ha. Ở đây thì bạn nữ xem trả bài, các bạn là người duy nhất có thể thao túng được con tim của một người. Họ đã trải qua rất là nhiều cái giai đoạn biến động, thăng trầm trong cuộc sống nha. Và cái người này
họ là một người có khả năng là vững chãi trước những sóng gió cuộc đời ha. Cuộc sống của họ có rất là nhiều cái sự đấu đá, nhiều sự mâu thuẫn, nhiều sự mệt mỏi, bất an. Và ở đây thì thể là cái người này họ luôn cần cho mình một cái người thật sự yêu thương họ, một người vợ tàu khang, một người vợ đảm đang tháo vát, một người có sự thấu hiểu. Ở đây khả năng cái người này họ đã từng có một cái mối quan hệ gì đó cũng xưa cũ, hoặc là một số trường hợp cái người này họ đã từng ly dị rồi ha. Chỉ vậy. Họ đã từng có những giai đoạn gọi là buồn thảm trong tình yêu nha. Và người này mình thấy họ đã có sự rời khỏi cái mối quan hệ đó. Và ở đây mình thấy là cái người này thì có khả năng là họ cũng xây dựng được cho mình một cái cơ ngơi vật chất, hoặc là cũng có nhà có cửa rồi. Và họ cũng là một người đạt được nhiều thành tựu vinh quang rồi ha. Tuy nhiên mình thấy là người này cũng có hiếu cha mẹ đó. Và ở đây thì mình thấy họ là một người hay di chuyển, hoặc là một người rất là hay đi đây đi đó, đi du lịch, hoặc là đã trải qua rất là nhiều cái giai đoạn thăng trầm, là một người biết kỷ luật bản thân rất là tốt và có sự gọi là chính trực và ngay thẳng. Mình thấy ở đây có khả năng một số bạn, các bạn đã có một cái sự ngừng nghỉ gì đó ở đây ha. Và khả năng cái người này họ tập trung vào tiền tài rất là nhiều nha. Một vài bạn đã có sự ngừng nghỉ, các bạn đang trong cái giai đoạn có sự rối loạn, phân tâm và không biết là sẽ đi hướng nào ha, trong tình yêu này. Và bạn đang tạm dừng gọi là chia cách nhau để tập trung vào cuộc sống cá nhân của mình. Hoặc là một số bạn đã có khoảng cách mà xa xôi với nhau ở đây ha. Mình thấy dường như cái người này thì họ có vẻ là rất là chững chạc, đứng đắn, thậm chí là có khả năng là họ cũng có thể là lớn tuổi hơn các bạn nữ xem trả bài nha. Thì đối với họ, họ nhìn thấy bạn là một người rất là mỹ miều nha, nhìn rất là đẹp, cuốn hút, và có khả năng họ cảm thấy bạn là một người rất là biết cách vẹn toàn mọi thứ, đảm đang, nết na, khôn ngoan và rất là quyến rũ, thông minh nữa. Người này họ cực kỳ thích đọc sách, thích phát triển bản thân, kiến thức, cũng như là một người có tầm nhìn rất là sâu rộng ở đây. Wow, rất là liên kết luôn. Cái người này họ có nhà cao cửa rộng rồi, có khả năng ngôi nhà họ giống vậy nè. Hoặc là họ cũng có khả năng là một người thích kinh doanh bất động sản ha. Và có khả năng người này là một người có sự gọi là kiên nhẫn, kiên trì, chờ đợi đúng thời điểm thời cơ để có thể triển khai kế hoạch của họ ở đây ha. Và có khả năng trong cái mối quan hệ này, thời gian là một yếu tố rất là quan trọng luôn á. Cần phải có quá trình đó. Có phải sự gọi là bình tĩnh đây. Cái người này mình thấy dường như ở bề ngoài thì có vẻ nhìn họ khá là bình thường, nhưng mà bên trong họ là một người rất là giỏi giang, và kiểu như là một người có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đó. Và những người không thích họ thì gọi họ là cáo già, kiểu vậy á, họ rất là chuyên môn luôn ha, kiểu đây là một người lão luyện rồi, kiểu vậy. Họ rất là khéo léo và rất là nhạy bén, và cái người này họ có rất là nhiều cái áp lực và gánh nặng trong cuộc sống. Và người này họ biết giữ chặt, ha, họ biết gọi là gìn giữ những cái giá trị mà họ làm được. Và đôi khi trong tình yêu với bạn, cái người này họ sẽ có một cái sự gọi là biết gọi là nắm chắc cái mối quan hệ này ha. Người này họ rất là thích biển luôn. Rồi để xem coi tại sao bạn lại là người duy nhất có thể thao túng được cái con tim của người này. Mình thấy cái tình cảm này là tình trong như đã mặt ngoài còn e ha. Bề ngoài thì hai người gọi là che đậy, che giấu mặt nạ với nhau, đeo mặt nạ với nhau như che giấu cảm xúc. Nhưng mà bên trong thì cái người này họ dành tình cảm cho bạn rất là nhiều, họ không nói ra thôi. Và cái người này thì mình thấy là họ cảm nhận ở bạn là một người có nhiều cái sự thơ ngây, nhẹ nhàng, tinh tế, và cho họ một cảm xúc yêu thương ha.
rất là đông đầy, và họ cảm nhận ở bạn là một người có sự chung thủy tận tâm, và dường như họ có những cái niềm đam mê nhiệt huyết, những cái sự gọi là mãnh liệt gì đó với bạn rất là mạnh mẽ ở đây. Những cái ham muốn về mặt tinh thần hoặc là thể xác ha. Đây là một người có quyền hành, có khả năng lãnh đạo ha, một người tài giỏi và có sự gọi là xuất chúng, khéo léo, có khả năng ngoại giao, một người gọi là trí tuệ và có khả năng là họ là một người có khả năng thuyết phục, thu hút người khác. Nhưng mà người này thì mình thấy họ là một người rất là có sự công bằng, liêm chính, một người trung thực, ngay thẳng. Và ở đây thì có khả năng là bạn là người duy nhất có thể thao túng được cảm xúc của người này, bởi vì cái người này dường như họ có sự thương bạn và họ bị cuốn hút bởi cái nguồn năng lượng của bạn, hoặc là họ cảm thấy bạn rất là chung thủy và họ có sự mê mệt về cái tình yêu trong sáng ngây thơ mà bạn đem đến cho họ. À. Hoặc là đôi khi cái sự thờ ơ của bạn cũng khiến cho cái người này họ bị lung lay trong cái con tim, bị rung động nữa ha. Mình thấy người này họ thương bạn rất là nhiều, họ hướng về bạn ha. Và đôi khi là cái người này thể là họ sẽ luôn luôn muốn bảo bọc cho bạn. Có thể là họ không nói ra, nhưng mà mình thấy họ có sự âm thầm lặng lẽ quan tâm đến bạn. Và có khả năng là các bạn đang ở trong cái trạng thái ngờ vực, không biết có hay không, là có ha. Có quan tâm, có hướng về, luôn hướng về bạn, luôn nghĩ đến bạn và luôn muốn đem điều gì đó tốt đẹp, tích cực nhất cho bạn. Và sống rất là có trách nhiệm, có sự đàng hoàng, tử tế trong tình yêu ha. Và cái tình yêu họ dành cho bạn, cái tình yêu gọi là không toan tính, không mưu mô, không vụ lợi gì hết ha. Họ thích cái khuôn mặt khả ái của bạn ha. Và ở đây khi mà các bạn xa nhau thì có khả năng là cái người này họ cảm thấy bị mắc kẹt rất là nhiều, bị mất phương hướng cuộc đời, hoặc là cảm thấy buồn bã, cảm thấy như mất đi một cái người mà khiến cho họ có nhiều cái cảm giác rung động yêu thương ha. Và có khả năng họ đã từng bị phản bội trong tình yêu ha, trong hôn nhân, cho nên là khi mà gặp bạn thì bạn không chỉ cho họ một cái tình yêu gọi là lãng mạn chân tình, mà cho họ một cái sự gọi là làm sống lại cái cảm xúc, cảm giác yêu thương ở trong họ. Và bạn có sự chung thủy và luôn hướng về họ, cho nên những điều đó khiến cho họ cảm thấy thật sự là rất là trân quý cái tình yêu, rất là trân trọng bạn, và họ có khả năng xem bạn giống như là cái người vợ của họ vậy đó. Một người có thể đi đến lâu dài với họ ha. Và thậm chí ở đây có khả năng là cái người này họ cảm nhận được cái tình yêu thương của bạn, mặc dù có khả năng họ có sự che giấu thân phận đi. Ngay lúc ban đầu họ không có nói ra, họ là một người có nhà có cửa, hoặc là họ cũng không phải là người thành công, nhưng mà bạn đối xử với họ rất là tốt, rất là thật lòng. Cho nên cái người này họ có sự cảm kích ha, và bạn luôn ở trong tim họ và là người có khả năng gọi là thao túng được con tim của họ, bởi vì họ yêu bạn. Ở đây có khả năng là cái người này không phải là cái người đầu tiên của bạn đâu nha. Cả hai bạn đều là cái người sau của nhau, chứ không phải là cái mối tình đầu nha. Rồi, để mình xem đối với bạn nam xem trả bài thì bạn là người duy nhất có thể thao túng được con tim của ai. Bạn là người duy nhất có thể thao túng được con tim của một người. Người này họ sống rất là nhạy cảm, rất là cảm xúc, rất là có thiên hướng về nghệ thuật ha. Một người rất là yêu thương, rất là biết cách thấu hiểu người khác. Và có khả năng cái người này họ làm việc trong liên quan đến cộng đồng ha, đến nhiều người, đến đoàn thể. Và họ cũng rất là thân thiện, hài hòa. Tuy nhiên cái người này họ có sự là che giấu cảm xúc ở đây. Họ sống rất là chân tình, rất là ngọt ngào. Nhưng mà thực sự họ giữ cho mình một cái sự khí thế, một cái sự thẳng thắn, một cái sự quyết tâm, quyết đoán. Và luôn có sự lạnh lùng trước mọi người, trước công cộng. Cho nên là người ta sẽ không thể gọi là cảm nhận được cái sự dạt dào yêu thương của người này ha. Người này họ là trong nóng ngoài lạnh. Và họ cũng trải qua rất là nhiều điều biến cố trong cuộc sống của họ rồi, cho nên họ mới giữ một cái sự gọi là sắc sảo như vậy để bảo vệ bản thân, bảo vệ con tim của họ. Và họ đã trải qua những giai đoạn có sự biến cố, những cái sự gọi là phải có sự chết đi sống lại con người của họ, hoặc là có những cái sự thay đổi gì đó trong hoàn cảnh cuộc sống của họ.
một số trường hợp khả năng cái người này họ từng ly dị ha, họ đã từng gọi là rời khỏi một mối quan hệ gì đó cũng lâu năm rồi, có khả năng liên quan đến chuyện tình tay ba hay gì đó ở đây. Người này thì mình thấy đây là người cực kỳ sáng tạo, thông minh và biết thay đổi bản thân của mình, cũng như là hai bạn gặp nhau, các bạn là những cái sự khởi đầu mới của nhau ha. Là những người đem đến những sự mới mẻ cho nhau, cũng như là đem đến cho nhau một cái tình yêu chân thành và thắm thiết. Người này mình thấy là có khả năng là nhìn họ rất là thông minh, nhạy bén nha, và họ có khả năng rất là yêu hoa. Và họ cũng là một người có sự gọi là biết tu dưỡng bản thân, là một người có sự chuyển hóa rất là nhiều, biết thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn sau những biến cố cuộc đời, đặc biệt là trong chuyện hôn nhân, tình yêu ha. Khuôn mặt của họ rất là khả ái và đôi mắt cũng hơi dài một chút, hai chân mày cong và da rất là láng mịn, và có khả năng là môi chúm chím, bàn tay rất là đẹp ha, nhìn rất là tiểu thơ đài cát. Nhưng mà thực sự cái người này họ rất là dũng dàng, họ rất là mạnh mẽ ha, tràn đầy khí thế, giống như là bà Trưng bà Nhị, Trưng Trắc Trưng Nhị ha. Và có khả năng hai bạn gặp nhau chính là định mệnh của nhau nha. Cái người này mình thấy họ cảm nhận như vậy, họ cảm nhận bạn chính là định mệnh của họ ha. Và có khả năng là họ cảm nhận bạn chính là cái một vì sao sáng, một cái ước mơ trở thành sự thật của họ. Và cái người này họ rất là thích ngắm sao, hoặc là đây là một người có khả năng cũng khá là nổi tiếng đó, được nhiều người biết tới đó ha. Và họ hay suy nghĩ nhiều, họ có thể là cũng rất là thích may vá, cũng thích làm đồ handmade. Ở đây thì có khả năng là họ rất là thích gần cây cối thiên nhiên, và có thể là thích trồng cây, và là một người gọi là muốn có một cái nền tảng rất là vững chắc, rất là kiên cố, có sự gọi là ổn định mặt tinh thần ha. Không ai có thể lung lay được ý chí của người này, cũng như là lung lay được cái tình yêu hoặc cái sự chung thủy của người này cả. Và khả năng cái người này họ rất là thích xem tarot. Hoặc là đây là một người có khả năng là họ có khả năng về mặt tinh thần ha, thế là họ cũng có trực giác rất là cao, hoặc là họ thích chiêm tinh học, hoặc họ làm việc trong lĩnh vực liên quan đến tâm linh tinh thần cũng có ở đây ha. Thậm chí là cái người này họ biết xem tarot luôn. Ở đây thì mình thấy dường như cái người này họ nấu ăn rất là giỏi ha, và những cái món ăn họ làm nên nó rất là ngon, hoặc là nó rất là độc đáo. Và ở đây mình thấy dường như là cái người này thì họ là một người có thể tạo ra được những cái phước lành đến với cuộc sống của mình ha, là một người có khả năng dùng lực hấp dẫn rất là thành công, và có khả năng đây là một người họ là một người có khả năng là biến ước mơ trở thành sự thật rất là nhanh chóng, bằng cách họ tập trung, họ cố gắng, họ nỗ lực trong cuộc sống của họ ha. Đây là người có khả năng thu hút những phép màu, những cái bão, những cơn bão của những phước lành đến với họ. Rồi, để mình xem coi tại sao thì người này, bạn lại là người duy nhất có thể thao túng được con tim của người này. Ở đây thì có khả năng một số bạn, các bạn có thể là sẽ có một cái sự nhìn nhận nhầm đối tượng nha. Thấy là như vậy đó, có một vài bạn đó. Đôi khi bạn nghĩ là cái người đó, nhưng thực sự không phải là cái người đó nha. Tình yêu này cũng định mệnh lắm ha, cho nên là có khả năng là nó cũng có một cái sự là tình yêu lớn, một cái tình yêu độc đáo đó, và không phải là cái người lăng nhăng phản bội bạn đâu. Cho nên là bạn yên tâm. Tại sao bạn là người duy nhất có thể thao túng được con tim của người này? Bởi vì mình thấy là bạn cho họ một cái tình yêu vô điều kiện, một cái sự mộc mạc giản dị trong tình yêu, một cái sự quan tâm, thấu hiểu và yêu thương một cách nó rất là đông đầy, và có một sự gắn kết rất là chặt chẽ, gắn kết hài hòa với nhau ở đây. Họ tìm thấy cái sự đồng điệu, tinh thần của họ có sự phấn chấn hơn, được bạn chia sẻ, quan tâm hơn và thấu hiểu họ, cho nên họ cảm thấy vui hơn, họ cảm thấy hạnh phúc như những đứa trẻ khi mà được tiếp xúc với bạn ở đây. Họ giống như là tìm được cái tri âm tri kỷ cuộc đời của mình ha.
Và ở đây mình thấy dường như là bạn đến để kết thúc những cái chuỗi ngày đau đớn hoặc mệt mỏi hoặc là lận đận của họ trong tình yêu. Bạn giúp cho họ trở nên gọi là sáng tạo hơn, nhiệt huyết hơn, tự tin hơn ở bản thân ha. Và ở đây thì có khả năng là bạn với họ có khả năng là liên quan đến được người ta giới thiệu, hoặc là các bạn là đồng nghiệp của nhau, hoặc là các bạn có khả năng là cùng nhau thực hiện làm những dự án kế hoạch gì đó của hai bên, kiểu như là các bạn rất là đồng lòng với nhau ha. Ở đây thì họ còn nhận ra được rằng bạn là người giúp cho họ trở nên nhiệt huyết, cũng như là giỏi giang, cũng như là phát hiện được năng khiếu của họ, giúp cho họ trở nên xinh đẹp và quyến rũ, và sống trọn cái cuộc sống của họ với những cái sự tự tin, cái sự phát triển rất là nhiều từ khi họ quen được bạn ha. Cho nên là cái người này họ vừa thương vừa yêu, vừa nể ngưỡng mộ bạn nữa. Họ cảm thấy bạn đến chủ động với họ và giúp họ rất là nhiều, và một cái sự gọi là yêu thương không toan tính ha, luôn có sự bảo bọc che chở và gắn kết giữa hai tâm hồn ha. Ở đây thì mình thấy là do cái sự gọi là chân tình của bạn, và đồng thời thì có khả năng là bạn cho họ một cái tình yêu chung thủy nữa. Cho nên là cái người này họ luôn gọi là bị thao túng con tim bởi bạn, bởi vì họ không thể gọi là dành chọn cái tình yêu của họ cho ai cả ha. Họ chỉ dành cho bạn thôi, bởi vì họ cảm thấy an toàn, họ cảm thấy đã tìm được đúng cái đối tượng, hoặc là cảm thấy đúng cái người yêu thương họ thật lòng ha, không phải là người dối trá. Và cái người này họ rất là biết cách xem tướng, hoặc là biết cách nhìn người nha. Họ biết ai là người tốt, ai là người gọi là sống gian trá. Cho nên là cái người này họ rất là quý. Họ biết trong cái cõi đời này rất là khó để gặp được một cái người có sự đơn sơ, mộc mạc và cái tấm chân tình như bạn. Cho nên là họ rất là quý trọng. Họ xem bạn giống như là ước mơ trở thành sự thật của họ vậy đó ha. Vì thế mà bạn là người duy nhất có thể thao túng được con tim của người này. Và có thể là họ yêu bạn rất là nhiều ha. Thậm chí có khả năng là các bạn có thể là một số trường hợp là cái người này họ đã có con trước đó đi, thì bạn đối xử với con họ rất là tốt luôn ha. Họ cảm thấy biết ơn bạn rất là nhiều về những gì mà bạn đem đến cho cuộc sống của họ. Hoặc một số bạn ở đây có khả năng là các bạn sẽ có thể là tiến đến hôn nhân với nhau, hoặc có con với nhau ha. Cho nên là bạn càng có thể gọi là thao túng được con tim của họ. Một số bạn, nếu như bạn đã nhận diện được đối tượng của bạn là đúng cái người trong đây rồi, thì có khả năng các bạn sẽ có sự kết nối lại, sẽ có sự hàn gắn chữa lành gì đó ở đây ha. Rồi, chữ kết trong tên ha, chữ C, chữ F. Số bạn là quen người nước ngoài sống hai quốc gia khác nhau nha, chữ H, chữ X, chữ G, B vỡ, S. Rồi, cung hoàng đạo nổi bật, nhân mã, chữ nữ, tự giải, sư tử, kim ngưu, bạch dương ha. Giờ mình xin kết thúc các bạn tụ 3 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.